Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tiếp bài học số 2 về ông Phuket, đó là đổi lệnh trong ông Phuket. Để đổi lệnh trong ông Phuket thì các bạn làm thế nào? Có nhiều bạn biết rồi, chắc chắn là có nhiều bạn chưa biết. Nhưng mà các bạn muốn vẽ như mình, vẽ thật nhanh thì các bạn sẽ cần phải biết đổi lệnh. Và đổi lệnh thì các bạn, để đầu tiên các bạn sẽ mở cho mình ông Phuket lên. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình user. Tại đây thì các bạn có thể đến cái mục mà edit set này, thì các bạn sẽ nhấn vào chỉnh sửa đây. Đây là cái file lệnh của nó. Các bạn có thể là chỉnh sửa lệnh để phù hợp. Ví dụ như hôm trước mình có vẽ đó là cái lệnh line, là lệnh vẽ đường thẳng. Bạn nhấn Ctrl F và tìm lệnh line. Các bạn có thể thấy ở phía dưới đây line là vẽ đường thẳng là chữ L. Và khi các bạn nhập lệnh L vào đây, các bạn sẽ vẽ cho mình được cái đường thẳng. Tiếp theo thì đó chính là về cái vấn đề đổi lệnh. Để đổi lệnh trong AutoCAD thì các bạn phải chỉnh sửa cái file này. Và để chỉnh sửa thì các bạn phải vào cho mình cái thư mục cài đặt của AutoCAD. Các bạn sẽ nhấn chuột phải, chọn More, Open File Local. Và đây các bạn lại tiếp tục chuột phải và Open File Local. Ở trong này thì các bạn muốn tìm cái file đổi lệnh, mình tìm ở đây, bấm vào đây mình xem, thì các bạn nhập cho mình cái vào ô tìm kiếm là Phuket. Tại đây thì bạn thấy nó ra rất là nhiều Phuket luôn. Đây chính là cái file để mình chạy. Cái này tương tự với AutoCAD. Các bạn có thể thấy đây là loại application. Application là ứng dụng. Cái đó là để mở ra. Các bạn sẽ tìm cho mình cái file PDF cơ. Đây chính là file PGP. Tại cái này thì các bạn sẽ mở cho mình bằng Notepad. Open with. Các bạn chọn Notepad này. Ok. Thì các bạn có thể thấy đây là cái lệnh. Đây là lệnh này. Các bạn có thể thấy khi các bạn nhập lệnh này vào thì các bạn sẽ vẽ được ở trong AutoCAD. Và bây giờ chúng ta làm sao để đổi? Chúng ta sẽ thay đổi cái file này. Ví dụ mình thay đổi cái này là L đi chẳng hạn. Mình sẽ sửa nó thành một ký tự khác. Mình đã có sẵn file, giờ mình sẽ chèn cái file đấy vào. Thì chọn tìm kiếm. Được rồi, đây là mình đã đổi lệnh rồi. Thì đây các bạn có thể mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Đây là mình copy ở cái bản 2015. Mình sẽ tìm cái lệnh line. Đây, các bạn có thể thấy lệnh line của mình bây giờ đã đổi thành chữ Z. Và mình sẽ mở cái lên cho các bạn xem. Khi mà các bạn chưa đổi lệnh thì Z nó đang là zoom. Đang là zoom lên thì bây giờ mình sẽ khởi động lại kết. Nhiều bạn chơi game hay là làm đồ họa thì chắc chắn là bạn sẽ một tay chuột một tay bàn phím. Nếu mà các bạn đổi lệnh theo thuận tay bên trái các bạn làm việc thì các bạn sẽ làm việc rất là nhanh. Mình sẽ cho nhỏ màn hình bên này lại. Chọn ISO. Các bạn đợi một chút, bao giờ mở phần mềm lên nó cũng cảm giác nó hơi bị giật một chút, đó là nó đang khởi động.
chứ không phải là máy lag. Đôi khi nhiều bạn không biết tưởng là máy mình không chạy được, tại vì là phần mềm kết này cũng rất nhẹ thôi, không nặng, nên là mình chưa đồng bộ khởi động lại, tại vì là cái file này mình phải sửa, nó đang là update 2020 mình chưa sửa được. Mình sẽ copy cái này, mình sẽ chèn nó vào đây, các bạn ăn Ctrl A và Ctrl V sửa lại toàn bộ lệnh ở đây, các bạn sẽ save file này lại. Bạn set lại thì các bạn sẽ sử dụng, nếu mà các bạn nhập vào đây mà nó không được thì các bạn lại khởi động lại. Đó, đây là khi mà mình đã sửa lại lệnh thì bây giờ chữ Z của mình chữ Line. Nếu mà các bạn đặt tay trái này thì các bạn bấm bàn phím này, tay phải các bạn nhấn Enter ở bàn phím phụ đó, các bạn vẽ nó rất là nhanh. Vẽ lại, ví dụ mình vẽ lệnh, mình muốn vẽ lệnh hình tròn chẳng hạn thì mình sẽ nhấn lại FR đây. Sau đó mình sẽ nhập bán kính ví dụ là 50 chẳng hạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy khi là mình dùng lệnh này, mình có thể ấn chuột phải như hôm trước mình có hướng dẫn các bạn, vẽ rất là nhanh. Nhấn chuột phải thì mình sẽ quay lại lệnh vừa rồi, nên là mình dùng được liên tục. Đó là mình hướng dẫn các bạn cách đổi lệnh trong AutoCAD. Cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì đừng quên like, subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.